Hiện tại tôi đang ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thì ở trong cái khu gọi là sát với cái khu trung tâm huyện Nhơn Trạch đấy. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác một cái khu dân cư mà nó nằm ở trên cái đường Nguyễn Hữu Cảnh này khá là lớn. Và nó cách trung tâm huyện Nhơn Trạch khoảng gần 2 cây á. Có gì bản đồ thì tôi sẽ nói ở phần đầu video cho các bác nhá. Còn bây giờ chúng ta hành trình tới khu đó nào. Thì cái đường Nguyễn Hữu Cảnh này khá là đẹp cho nên cứ bắn thôi. Thì cái khu dân cư mà tôi muốn giới thiệu cho các bác ấy, đó là chính là cái khu dân cư Long Tân nha các bác. Rồi, bây giờ đây rồi này, chúng ta rẽ vào đây này. Gần quán nước mía. Nó là thuộc khu đô thị mới Nhơn Trạch đấy. Một trong những cái dự án nằm trong khu đô thị mới Nhơn Trạch. Nhưng mà cái đường nó vào hơi nhỏ. Nhưng khu này rất to, nhưng mà đường vào nhỏ nhá. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải để ý một xíu. Với lại cái đường vào nhìn nó hơi ghê ghê đúng không? Cây cối nhìn ghê ghê không? Hơi sợ đấy. Thì sao? Anh chỉ đến đấy thôi nào. Ồ, cái đường này ai dám đi buổi đêm ta? Không có cái đèn luôn á. Ồ, tôi không dám đi đường này buổi đêm. Ghê quá. Đây, to lắm. Khu này là cực to đấy nhá. Thiết kế là khá đẹp. Ngoài này là đất còn đào làm gì đây này. Thì cái khu dân cư Long Tân này là nó nằm ngay ở gần thị trấn trung tâm Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây, không biết phải cái này không ta? Đang xây. Chắc bên phía bên này các bác này. Hai bên. Đầu này to hơn này. Đây, chúng ta đến được đây rồi đây. Thì chỗ này là vắng tanh các bác ơi. Cái dự án này nó làm ra nhưng mà Đồng Nai đúng là cái tầm nhìn của họ nó có vấn đề. Làm ra rồi có ai ở đâu. Đấy, đây là cái dự án khu dân cư Long Tân đấy. Nhưng mà chẳng có ai ở hết các bác ạ. Hệ thống cơ sở hạ tầng nó đã làm lên rồi nhưng mà sao không thấy có ai ở ấy. Không có nhà ở gì cả. Đấy. Đây là ban quản lý khu đô thị mới Nhơn Trạch này. Nằm trong khu này luôn. Khu này rất là rộng, rất là to. To cực kỳ đấy. Nhưng mà hiện tại người ở rất là thưa thớt. Phải nói là như vậy, rất là đáng tiếc. May mắn lắm mới có 1-2 nhà đang ở. Bên kia có nhà ở này. Một nhà đang xây này. Đây có một cái biệt thự đang xây này. Hết rồi. Ngoài kia quốc lộ 51 rồi kìa các bác. Khu này rất là gần quốc lộ 51. Cho nên là nó sẽ phù hợp cho những cái bác nào mà làm ở Nhơn Trạch đấy. Thì rất là phù hợp với khu này. Nói chung là làm ở toàn Nhơn Trạch nhá. Ở trên huyện Nhơn Trạch thì rất là phù hợp với khu này. Với làm ở chỗ bến cảng Cát Lái ấy, thì là ở khu này được nhưng mà đi hơi xa đấy. Hơi xa một xíu. Nhưng mà chỗ này nếu mà bán ra thì các bác ở thì thật quá buồn. Đất đai thì rất là khô cằn nhá. Rất là khô cằn luôn. Giống như một cái vùng bãi hoang vậy á. Không có cái gì hết. Xe ô tô người ta đang tập chạy ở bên kia kìa. Đấy. Đất đây nhìn nó nóng bức lắm các bác ạ. Nó không có giống như sa mạc ấy. Cảm giác nó giống như ở khu này giống như sa mạc ấy. Chứ nó cũng giống như là những cái khu mà nó không cảm thấy nó trù phú khu này thì nhìn nó phong thủy nó không được ok cho lắm. Với lại đi thì nó cũng khá là xa đấy. Thiết kế thì nó xa đường lớn, đường nhỏ vào mà. Chỉ được cây ở Đồng Nai được cái tôi thấy rằng là họ trồng cây rất đẹp. Ở Đồng Nai, cây ở Đồng Nai nhá, rất đẹp nhá. Đấy, bên kia người ta đang học lái ô tô bên kia. Khu này lớn lắm, lớn cực kỳ luôn. Chạy nãy giờ có được một nhà, cả cái khu lớn như thế này mà có được một nhà các bạn. Đất đây là chắc là chỉ tầm khoảng 1-2 triệu mét quá. Mua 100 mét 100 triệu chắc còn rẻ hơn. 100 mét có khi có 80 triệu thôi. Đây có cái nhà gì này, nhà chắc ở công nhân, nhà trọ. Cái khu này làm tôi nhớ đến quê của tôi thì ở miền Trung thì nó y chang thế này đấy, lên trên Rú ấy là y chang thế này luôn. Trâu cứt bò con đời kiểu đầy đường. Dự án này chắc là không bán nổi. Thực sự ở cái vị trí này khó mua lắm các bạn. Hoặc trừ khi nó thật là rẻ hoặc là ấy thôi. Chứ dự án này mà các bác mà mua rồi các bác ở là một vấn đề đấy. Buổi đêm vào đây ở làm gì có đèn. Nếu có đèn thì có dân cư ở nhiều người ta mới bật đèn này cho các bác, chứ không thể nào bật cho các bác được. Thì vào đây ở rất là tối tăm, phải ở nhiều mới ở được. Đây có lấy cái nhà ở các bác này, hưu hát luôn. Cũng có thể gọi là từ hưu hát ở đây luôn. Coi kìa. Nhìn chỗ này không nghĩ ở Đồng Nai đâu. Nghĩ nó đang ở cái chỗ nào miền Trung ấy. Bình Thuận nó đấy, Bình Thuận rồi Ninh Thuận nó đấy. Nói chung là cái hệ thống hạ tầng của nó ấy, điện đường này nó đã hoàn thiện rồi đấy. Có thể là bắt tay vào ở là được rồi. Đất thì cũng đã phân lô rồi. Nhưng mà đất đây nó khô cằn quá, cho nên người ta ở thì người ta chắc cũng ngại. Khô cằn thật. Đất mà để lâu mà nó mọc tổ mối lên này. Mối mà lên ở đất này nó đã rất là xấu. Đất nó không tốt. Mối mà ở đất này là không tốt đâu, phong thủy không tốt đâu. Uống gì là mối ở trong nhà đúng không? Đấy. Để nuôi trâu. Nói chung là chỗ này là phù hợp với trâu rồi. Trâu quá trời quá đất. Làm cái gì đâu đó. Thôi tôi giới thiệu cho các bác biết cái khu này nó là như thế thôi nhá. Thì nói chung là cũng không có gì mà quay hết. Vắng tênh. Khu này vắng tênh, buồn. Thôi đi ra. Khu này lớn lắm thế mà nó bỏ hoang. Chịu bỏ tay wow. Không ngờ được. Đó tổ mối đây kìa. Đất mà có tổ mối là không tốt các bạn, tôi thật luôn này. Đất có tổ mối là nó không có phù sa, nó không có dinh dưỡng. Còn đất mà không có chín chưởng, nó khô cằn đấy là phong thủy không tốt. Thì đúng là khu này nó như thế luôn á. Thôi đi ra. Nói chung tưởng khu này thế nào. Bên này còn một cái khu nữa các bác này. Bên này cũng đang xây khu bên này này. Khu bên này nó sám sát luôn. Thì nó cũng thuộc khu đô thị Nhơn Trạch nhá. Nhưng tôi không rõ là nó có phải là thuộc cái dự án Long Tân hay không. Cũng làm rất là lớn, rất là rộng luôn đấy. Đấy, to không? To lắm. Xe ủi đang ủi này. Rồi. Nói chung là khu bên này cũng rất là to. Nhưng mà tôi nghĩ bên này là chắc là khu công nghiệp. Tương lai nó làm khu công nghiệp ở đây. Qua đây coi thử. Bản đồ quy hoạch lô đất. Lại tới coi tên nó là gì. Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khu dân cư và Long Tân và Phú Hội. Khu dân cư Long Tân và Phú Hội các bạn ạ. Đây là khu dân cư Long Tân và Phú Hội nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhá. Chúng tôi làm để mà quay cho các bác xem để các bác biết thế nào đất ở Đồng Nai thôi. Để mà các bác đầu tư. Một số bác ở Đồng Nai thì có thể ở hoặc là làm gì đấy. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đi ra thôi.